Xin chào các bạn, hôm nay mình làm video này mình muốn giới thiệu đến các bạn bộ môn yoga. Thì bộ môn yoga không còn xa lạ gì với mọi người nữa. Có rất nhiều người đang theo đuổi học với cái bộ môn này. Thì hiện tại là mình đã học bộ môn này hơn một tháng. Mình cảm thấy cơ thể mình đang phát triển khá là tốt. Và cái cơ bụng mình săn chắc, nhìn rất là thích luôn. Tại vì mình đi làm ca đêm, mình ăn khuya, mình có cảm giác là không phải là cảm giác nữa mà mình thấy cái bụng mình nó bị ngón mở. Thì mình có tìm kiếm cái khóa học yoga thực tế ở ngoài, nhưng mà do dịch Covid này không có chỗ nào còn hoạt động nữa cho mình. Và mình vô tình được biết cái cô huấn luyện viên yoga này qua một người bạn ở trên Facebook. Thì cô này dạy online trực tuyến. Thì mình có trong một cái Zoom, khi cô là người tổ chức thì ai học thì cô sẽ gửi cái password với cái ID qua để cho mọi người nhập vô thì sẽ tham gia vô để học. Thì mọi người tập theo hướng dẫn của cô và cô sẽ làm mẫu, hoặc có bạn làm mẫu rồi cô sẽ quan sát và chỉnh sửa cho từng người một nếu ai đó làm sai. Nhìn rất là thích. Tập hơn một tháng nay mình cảm thấy mình yêu yoga luôn. Thì bây giờ các bạn hãy xem cái video ngắn mà mình tập yoga nha. Chúng ta bước lên nằm thẳng, các bạn tập trọn ba lần thẳng. Hãy
1 hạ tay
tay xuống chạm bàn, dọn người áp sát vào dùng phải cỡ. Kế từ cái lông của mình kế xuống áp sát vào trên bên phải, mình cảm nhận cơ đùi phải của mình nó căng giãn nè. Rồi hai thứ nữa là năm, bốn, ba, hai, một. Rồi chúng ta chập thẳng hai cánh tay, chập thẳng hai cánh tay từ tư thế này con cái người đó thay hết hai mũi chân của mình về bên phải hoàn toàn luôn. Ta thay hết hai cái mũi chân của mình về bên phải luôn. Sau đó cái bàn chân phải nó sẽ nằm giữa hai bàn tay. Hai tay của chúng ta cắt chọn bằng vai hoặc mình bắt động hơn vai tí tí thôi, có thể cô làm cơ địa của mình thăng bằng ý. Và mình vươn tay về phía trước của chân, sắp của chân khoảng gần một tay tay ạ. Đừng vươn cao quá, nó bị cô cái cổ tay của mình về phía trước ạ, thì giữ nó khoảng gần một tay tay rồi. Tiếp tu vào chỉ cao gót chân bên trái, dâng lại ở đây để chúng ta đi đều đồng tâm về ba điểm tiếp tục ở phía trước, mình ốp cái hông lại để chắc chắn cái đã. Sau đó hít thở ra, thoát bụng đi thẳng chân từ cái hông của mình đi lên, hấp hết cơ bụng lại vươn dài một tấm về phía trước và giữ. Năm chân lên chịu tống đầu thẳng đầu gối luôn, không lên nâng chân ra ra được chị tí, xoay cái mũi chân bằng trong duỗi mũi chân lên không này, đó đúng rồi các bạn vậy đó. Mình kiểm tra tay lên là mình chống bằng các đầu ngón tay, kiểm tra tay nâng cái vai ra đây thì cần đi tí nữa các đầu. Sau đó thở ra thoát bụng, đưa cái tay bên phải lên áp sát cái tay phải của mình vào tay trái luôn ạ. Tay phải nâng về phía trước áp sát cái thỏ tay trái luôn. 1 2 3 4 5 co bốn chân trái lại, vòng tay phải ra sau nắm lấy bàn chân trái, vòng cái tay phải của mình ra sau nắm lấy bàn chân ạ. Để chúng ta mở gấp vai thả lỏng đầu gối và nâng cái chân hai lên, kéo chân lên, kéo lên, kéo lên nữa, thả lỏng gối ra, nâng lên cao, nâng lên cao thì cái cơ đùi sau chân thụ càng được kéo giãn. 5 4 3 2 1 mình thu chân về lại, thu tay nhẹ nhàng, sau đó út dài chân trái ra sau, xoay gót chân trái vào trong và tiếp tục ngồi nộp. Thẳng người lên đúng không ạ? Chúng ta sẽ về tư thế này. Cái chân bên phải của mình nó đang lệ thắt khe và chỉ giữ chân trái đang hướng thẳng về phía trước mặt. Giữ vị trí bàn chân phải và giữ bàn chân bên trái. Sau đó cái ông bên phải của mình nó sẽ có chỉ hướng nó bị lệch về bên phải, mình xoay nó thẳng về lại phía trước mặt. Hai tay chúng ta mở ra bằng cái tay được không ạ? Thở ra tốt bụng, mình vươn cái tay bên phải hướng về phía của chân phải. Rồi hạ tay xuống áp sát vào bàn chân. Tay trái chúng ta nâng thẳng lên vuông đất. Xoay cổ nhìn lên trên đối với những người nào cổ tốt. Còn riêng những người nào mình đang có vấn đề về các thắt cổ thì mình nhìn thẳng về phía trước mặt, tay ngược lại nhìn xuống cái thả mặt. Rồi mình tiếp tục mình đẩy cái hông của mình về trước, mình kéo cái vai của mình ra sau để mình cảm nhận thêm cái cơ đùi chân phải của mình nó căng lên tí nữa. Cái vai được đề đẩy ra sau hướng về cái đùi thì cái chân bên phải của mình sẽ càng được tiếp căng. 8 5 4 3
Sửa. Cô dạy rất là chuyên nghiệp. Chỉ nhìn qua màn hình camera mà cô có thể biết các bạn đang sai ở chỗ nào và chỉnh lại cho các bạn ngay lập tức. Hẹn gặp các bạn trong video ngày mai nha. Mình sẽ làm cái video khởi động yoga cho các bạn xem. Bye bye.